quá hối hận khi ăn tại nhà hàng này. Chuyện là mình có thấy video trên kênh Mr. Củ Nghệ review về món heo tộc rầm rộ trên TikTok, nhìn ngon thiệt sự luôn. Vậy là mình nhanh trí rủ nguyên hội bạn mình cùng đi ăn. Nghe như giới thiệu thì món đặc sản đó chỉ duy nhất có tại nhà hàng Quá Ngon. Và tụi mình cũng đã đến rồi đây. Mình nghe nói ở đây có các món đặc sản nổi tiếng khắp Sài Thành. Rồi hải sản bên đây là tươi sống 100%. Ê mà thiệt nha, vừa vào đập mắt mình ngay là một hồ hải sản tươi sống khá là to, như là tôm, cá, cua, ba ba, rất rất nhiều để mọi người lựa chọn luôn. Ngoài khu vực sảnh chung và không gian sân thượng rộng thoáng, Quá Ngon còn có hệ thống phòng VIP sang trọng, ấm cúng đó nha. Mấy phòng này thường là tổ chức tiệc gia đình, cần không gian riêng tư. Mình có đặt trước một phòng VIP, chứ nói đến đồ ăn như thế nào, nhưng 10 điểm cho các bạn nhân viên Quá Ngon. 10 điểm! 10 điểm! Quá là chu đáo. À, phòng VIP thì mọi người đã đặt trước nha, vì thường xuyên full phòng đó. Hải phòng là không lòng vòng, và đây chính là đặc sản triệu đơn ở Quá Ngon, để nhất heo tộc quay lưng chặt mẹt. Mấy đứa bạn mình cũng là lần đầu ăn nên là đứa nào cũng háo hức. Nghe anh đầu bếp giới thiệu cho tụi mình, đây là giống heo tộc thả rông, chạy nhảy ở miền núi, thức ăn hoàn toàn là rau củ nên là sẽ ít mỡ và thịt rất là săn chắc. Và đặc biệt hơn, nhà hàng sẽ quay trong lô đất thủ công, sẽ giúp phần thịt chín đều, lớp da có một màu bắt mắt và giòn tan, nhìn như vậy nè. Gì chứ quan trọng vẫn là nước chấm nha, đúng chuẩn luôn, mắm tôm Thanh Hóa, nghe cái mùi thôi là nước miếng. Ngon rồi đó. Ai nói cái mẹt heo này nhỏ, nhìn cái mẹt heo tao nó nhiều kinh khủng luôn. Công nhận ăn vào mới biết tại sao món này lại có tiếng như vậy. Nhìn từng lớp thịt xếp đều lớp lớp, cùng với các loại rau rừng xanh mướt, quá là hấp dẫn. Cắn một miếng, lớp da nó giòn tan trong miệng, thêm vào đó là rất đậm vị, cuốn thêm rau rừng chấm mắm tôm. Ăn nó cuốn lắm mọi người ơi. Hình như con heo nhà hàng không bỏ một cái gì đi đâu nha. Phần lông dồi được hấp để trên mẹt heo nè, còn phần đầu xương thì đây, nguyên nồi lẩu to ứ hự luôn. Này là lẩu khoai sọ, có trong phần món này luôn. Khoai thì cực kỳ béo, nước dùng thì ngọt thanh. Tính ra kêu một mà được ba luôn đó mọi người. Phần này có giá là hơn 2,5 triệu. Tính ra giá hợp lý hả mọi người. Nhóm mình đi 5 người, nhưng thiệt sự là không ăn hết luôn á. Ai cũng no nê, mà rất là đáng thử nha. Mình hối hận vì biết đến món đặc sản này quá muộn. Vì ăn xong ai cũng bị ghiền hết trơn á.